À, xin uh, mến chào bà con nông dân đến với kênh cuộc sống miền quê. <laughs> thì đây là cái uh, miếng lúa uh, OM18 mình uh, xạ hè thu bà con. Thì uh, mình xạ uh, gặp mưa liên tục ha. Thì cho tới nay là đã được uh, 8 ngày. 8 đi mà bà con thấy là hôm nay mình uh, uh, cho nước vô bà con. Cái này uh, giống thì uh mình để tự nhiên mà con mình không có xử lý thuốc gì hết mình xả tự nhiên á do là mình định phun máy nhưng mà nó ra dài quá cho nên là không xả máy được mình xả tay thì cũng tương đối đều thôi mà con thì mưa liên tục mà bây giờ nó lên đều như thế này cũng ngon rồi vì sáng nay thì mình cho nước vô cho tới giờ từ sáng đến giờ này cũng ngập xếp đều hết rồi bà con xếp đều hết ha, cũng còn một số mấy cái mấy cục đất mà nó, nó chưa có ngập thì mình cứ khai vô một chút nữa, <laughs> trời nắng này mình à, phun thuốc ốc lại một lần nữa mà coi, tại vì mưa quá rồi à, xung quanh đó người ta lúc trước mình xả thì người ta chưa xả thì à, nó cũng bò vô nhiều nó chết thì rất là đạt nhưng mà nó bò vô thêm nữa mà con thì hôm nay mình cho nước vô rồi mình tiến hành mình phun ốc thêm một cử nữa ha thì cái này chắc tới chiều chiều mình mới phun được lát nữa mình phun ốc mình cũng chia sẻ thuốc cho bà con luôn ha à, bà con thấy là nó ngập gò tám đêm thì do mưa hoài cho nên là cũng có cỏ gác gì lên thì mình cho nước như thế này rồi mình giữ Mưa trời thì bữa nay cũng thấy chuyển quá bà con Không biết có mưa không ha Thì Ngập gò hết rồi nè Chút nữa thì mình Đắp lại thì mình sẽ tiến hành Phun thuốc ốc một lần nữa Để cho đảm bảo bà con Chứ nó Mình không không phun á Thì ốc sót nó còn Nó lúa nhỏ như thế này Nó ăn mấy đêm là mấy cái chủng nó thưa hết cho nên là mình phun thêm thuốc ốc cho nước đầy chút nữa thì ốc nó lên thì mình phun luôn ha bà con thì đó là mình chia sẻ là 8 ngày mình vô nước thì cái miếng này mình xả 20 kg bà con thì bà con thấy là mưa không mà nó lên cũng tương đối dày nè thì đối với cái vụ hạ thu này bà con cứ xả dày chút không sao ha thì cái độ nở của nó không bằng cái mùa đông xuân cho nên là mình xả hơi dậy một chút thì mình nhẹ được cái tiền phân thưa quá thì mình nung phân nó cái ô em 18 này thì nó cũng nở cây lắm mà coi trong cái vụ hè thu này nó cũng nở được đó à nhưng mà mình dày thì mình nhẹ phân cái giấc đầu một chút cái cử sao thì nó nặng lại còn đối với lúa thưa thì nó sẽ nặng đầu nhẹ đuôi. Nhưng mà đối với lúa dày thì nó nặng đầu nhẹ đuôi. À, xin lỗi là nó nó nặng nó nó nhẹ đầu nhưng mà nặng đuôi hả bà con. Thì mình à cho nó tương đối như thế này.